Chào quý vị các bạn, trong chương trình hôm nay mình gửi đến các bạn chiếc Volkswagen Beetle Dune phiên bản 2017 khá là đẹp. Xe này vừa được ra mắt thị trường Việt Nam ngày 14 tháng 9. Xe có giá bán 1 tỷ 469 triệu đồng. Đây là phiên bản màu vàng cát, rất là đẹp. Pha bóng bình đông cùng với dải đèn LED định vị. Cả trước có thiết kế khác biệt đôi chút, thể thao hơn. Để khá ấn tượng với màu vàng. Một mâm thể thao thiết kế 1, 2, 3, 4, 5 chấu kép. Kích thước lốp là 235/45 18 inch, cùng phanh màu đỏ khá là bắt mắt. Bên hông có thêm ốp kim loại và ốp nhựa cùng với một tem đăng. Gương chiếu hậu tích hợp nó dễ, đó là ốp màu bạc rất là đẹp. Phía sau của chiếc Beetle Dune, đèn hậu dạng LED thiết kế rất là bắt mắt, đặc biệt là cánh lướt gió cực lớn, chắc chắn, rất là chắc chắn, gắn cố định. Hệ thống cản sau đặt thấp, làm từ kim loại với hai ống xả đơn và thực sự. Đây là logo Volkswagen. Nếu như mới đầu bỡ ngỡ, bạn khá là khó tìm chỗ mở cốp của những chiếc Volkswagen. Tuy nhiên nếu như các bạn chỉ cần ấn vào đây. Đây. Vâng, khá là tiếc, mình cũng chưa hiểu. À đây. Ta ấn lên trên, sau đó nhấc lên thì cốp chế độ sẽ được mở. Cũng khá là rộng rãi. Đây mình sẽ chụp một bức ảnh chiếc cốp này. Mở bằng cơ các bạn nhé. Đây chính là không gian bên trong của chiếc Volkswagen. Sau khám phá không gian nội thất của Volkswagen, là Volkswagen Beetle Dune. Ghế ngồi bọc da pha nỉ, chính giữa là nỉ với những đường viền màu vàng rất là đẹp. Cả hai ghế đều chỉnh cơ. Xe có 4 chỗ ngồi. Đây là hai khoang sau. Có lẽ chỉ vừa cho những người có người trung bình tầm mét ba lô. Khá là chật. Trẻ con thì có lẽ trẻ con nữa là hợp lý nhất. À, đây chính là màn hình cảm ứng. Kích thước cũng to tương tự như chiếc Passat. Và đồng hồ ăn lốc đặt trên thiết kế dạng ống rất là thể thao. Đây là loạt nút bấm với nền đèn màu đỏ. Cần số bọc da. Vô lăng tích hợp khá nhiều với chức năng. Đây chính là logo đăn, các bạn là quyền đăn. Anh nhớ nhờ cái tay kia. Bảng điều khiển này còn đây, ở đây còn có một ngăn chứa đồ. Đây chỉ là ngăn chứa đồ nhỏ. Chiếc đăn này có cửa sổ trời các bạn nhé. Và đây đây. Đây là một cửa sổ trời khá là đẹp, có thể mở ra. Bánh tay điện tử. Động cơ của Dune là động cơ 2.0, công suất tối đa 208 mã lực, mô men xoắn cực đại 300, đâu đó là
hơn 280 Newton mét thì phải. Đây là khoang lái của xe, vô lăng, màn hình thể thao phía sau thiết kế rất là đẹp. Nội thất với những đường chỉ may nổi khá là ấn tượng. Piston đăng thì được phân phối với giá 1.469.000.000 các bạn nhé, khá là đắt. Đây là chiếc xe nổi tiếng với tên gọi con bọ, bởi vì trông nó khá giống con bọ. Lẽ mình xin kết thúc video từ đây. Với các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn nhớ like and subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn.